Sao lơ được? Em nghĩ kiểu sao lơ được mà, kiểu mày chỉ đừng chửi bậy là được. Tao nghĩ là cái chuyện đấy thì anyway, chào tất cả mọi người, những người đang xem, I guess. Ngày hôm nay thì cái giao diện của cái chương trình này nó hơi được mới một, nó hơi bị mới một tí. Tại vì ngày hôm nay thì xong kiểu một vài tuần năn nỉ thì mình cũng mời được tới đây bây giờ mấy giờ rồi? Và lúc gần 11 giờ tối, mình mới mời được tới đây một bạn bạn này. Trước đây thì bạn ấy học chung với mình, sau này là bây giờ xong rồi là bạn ấy mời mình vào trong một cái project A nào đấy của một cái trường trường U nào đấy. Chúng mình cũng có một khoảng thời gian làm việc khá là lâu. Thực ra thì hai đứa đã chơi được với nhau được năm trời nhỉ. Chắc không biết luôn, nhưng mà Nói chung là hai mới đứa gặp chơi với nhau offline một lần. tôi nghĩ là kiểu tôi nghĩ là kiểu gặp chơi được với nhau một năm rồi, nhưng mà mới gặp được ngoài đời một lần thôi, tại vì bố mẹ của bạn này rất là khó tính. Anyway, xin giới thiệu, bạn ấy là Hello mọi người. của tao mình gái. là mình là Phương Thảo. Hiện tại thì đang là sinh viên năm ba của Đại học Ngoại ngữ, Chúng Đại mày học năm Quốc ba gia rồi nhỉ, chúng mày nhanh Hà Nội. vãi, Năm tao ba mới rồi. năm nhất ấy. Mày vẫn năm nhất á? Tao vẫn năm nhất Nó ấy. tưởng năm hai rồi. Nghe kiểu chó không, thực ra tao tao tính thử rồi, và thực ra là tức là ví dụ nếu mà mày tính ở Vermeet nhá, nó có một kỳ của nó có một semester của nó, tao không hiểu sao gọi semester, và nó phải là trimester. Một cái trimester của nó mày chỉ học kiểu với tất cả công suất của mày có thì mày học được đâu đấy 3 môn. Tao chưa thấy ai học 4 môn một kỳ cả. Tao nghĩ là ai học 4 môn một kỳ giỏi vậy, mà kiểu có nhiều thời gian vậy. Tao học được 3 môn thôi, và kiểu tao chỉ bớt được có 5 môn. Tao chỉ bớt được có 5 môn thôi, tức nghĩa là tao bớt gì đấy chưa bớt được gần full 2 kỳ. Và tao vừa mới học xong một kỳ, như thế là tao học được 3 kỳ. Về cơ bản là về số môn mà bạn tao đã qua được rồi, số credits mà tao qua được rồi thì qua được 3 kỳ. À ừ, thế bắt đầu vào năm 2 rồi. Ừ, tôi hiểu thế cũng được. Tao vẫn còn 2 năm nữa cơ. Tao nhìn cái pathway của nó, tao kiểu tao vẫn còn 2 năm nữa cơ. Anyway, ngày hôm nay chúng mình mời bạn, à nhầm, hôm nay tôi, mỗi mình tôi thôi. Đây là công công ty trách nhiệm hữu hạn một mình bao. Mời được bạn Thảo tới đây để chúng ta chia sẻ một tí về speaking. Tại vì có thể mọi người không biết thì Thảo đây, lần đầu tiên mình gặp Thảo cũng là cái lần mà mình đi thi IELTS là cuối cùng. Và speaking của mình ngày hôm speaking part 2 của mình ngày hôm đấy nói thẳng luôn ra là rất tệ. Cho nên là mày không phải như thế đâu, kiểu cái này kiểu chill chill mà, tao không thích kiểu Ủa, không sao đâu. MC-ish đâu, xong kiểu các thứ đâu, tao thấy nó sợ ấy. Mày cứ nói. Anyway là như thế thì chúng mình ngày hôm nay sẽ cùng kiểu cùng với cả Thảo, hôm đấy Thảo cũng đi thi, speaking ổn, chúng mình sẽ cùng bàn luận một tí về kiểu làm như thế nào để ace được cái speaking part 2 này. Wow, Rồi, thế thì trên trước hết. 7 chấm speaking. Thế là thừa chuẩn rồi. Thế là thừa chuẩn rồi. Câu câu hỏi đầu tiên nhá. Bây giờ mình có kiểu 3 phần speaking 1, part 1, part 2, part 3 đúng không? Mày thấy mày mày đánh giá part 2 nó nằm về độ khó, nó nằm ở vị trí nào trong 3 cái phần đấy? Đối với tao nhé, tao không biết người khác thế nào, nhưng mà có thể người khác là khác, mà tao tao không biết gọi là kể chuyện lắm ấy. Tức là để kể được một câu chuyện ấy thì thường khi mà người ta hỏi thường part 2 là sẽ mình sẽ phải kể một câu chuyện về một cái gì đấy, đúng không, về cái đề bài. Thế thì tao hay gặp khó khăn kiểu việc là nghĩ ra một câu chuyện ấy, xong rồi khiến nó liền mạch ấy. Đấy. Thế nên là Là một part 2 thường sẽ là cái part tricky nhất đối với tao, còn đâu part 1, part 3 thì lại không, nó easy hơn rất nhiều. thế Không hiểu thế sao. kiểu không thật, thế 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 tao thấy thế. Tao kiểu bình thường tao vẫn bảo part 2 dễ. Tao thấy là kiểu qua mấy lần tao đi thi nhá, tao thấy kiểu part 2 đáng, không phải qua mấy lần đi, mà là người ta vẫn hay nói là part 2 là một cái part dễ chuẩn bị, xong rồi nó là một cái part mà mày không cần dùng quá nhiều từ khó, chưa cần phải dùng nhiều từ khó như part 3, chưa cần dùng slang, chưa cần dùng kiểu mấy cái từ C2 các thứ, mà xong rồi kiểu nó vẫn khó. Nó vẫn khó ấy. Nó vẫn khó mãi, xong kiểu nó tricky, không tricky như này
Mày biết cái cảm giác kiểu mày mày kiểu mày nốt một đống xuống ấy. Xong, mày có bao giờ mày nốt không? Tao có. Thành thật đi, hãy thành thật, hãy thành thật. Nhưng mà tao không nốt được nhiều như các bạn đi. Tao thấy các bạn tao nó thường một phút nó sẽ nốt được một đống ấy. Chắc phải một kiểu tầm một đoạn ấy. Một đoạn từng này. Đó. Nhưng mà tao thì tao sẽ nốt được khá là ít, còn đâu thì... Nhờ, eo phải điên vai. Thật. Thật đó. Ừ, sao sao mày có nốt không? Tao tao không nốt. Bình thường tại vì tao hay dạy học sinh tao để là kiểu các em hãy chọn với những cái từ mà một là từ hay ho, mấy cái từ hay liên quan tới chủ đề, ừ thì kiểu cũng cố gắng kiểu snuck mấy cái từ khó khó vào ấy. Với thứ hai nữa là những cái từ đấy nó phải kiểu nghĩa bao quát của cái phần đấy. Ví dụ nhá, ví dụ nhá, bây giờ kiểu tả một cái giọng hát, tả một ca sĩ chẳng hạn, một celeb nào đấy chẳng hạn, xong tao chọn Justin Bieber chẳng hạn, xong bây giờ hãy kiểu mình phải đến cái đoạn này mình phải tả giọng hát của lão đấy, thì tao sẽ chọn lấy một từ thật là hay để tả được cái giọng của lão ấy. Thì ví dụ như kiểu mày thì tao sẽ bảo học sinh tao bước xuống kiểu well modulated chẳng hạn, ví dụ như thế, hay tả cái giọng hát, và tao sẽ làm như thế cho tất cả các phần còn lại. Phần tiếp theo nói về một đấy là một con người kiểu humble chẳng hạn, nốt từ humble xuống, humble nghe cũng ổn mà. Hay là tiếp tục đến một con người kiểu đa tài, well rounded, kiểu như thế, tao sẽ bắt kiểu học sinh tao nốt từ từ sẽ xuống. Tao không nghĩ là có ai kiểu nốt được kiểu Kiểu... Tao không hiểu sao nốt được thế. Tao không, tao chỉ cũng chỉ kiểu nốt mấy cái, maybe mấy cái hay ho mà tao định cho vào thôi, mấy cái từ hay, hay là cái một cái gì đấy mà để nếu tao nhắc tao nhớ đến một cái idiom nào đấy tao sẽ cho vào thì thôi. Chứ không thể nào nốt dài được. Thì nói tới idiom, thế thì nói tới idiom, nói thử đến từ vựng các thứ đi, như tao vừa nói với tao. Thường là bạn này tao không nhét được nhiều sang của lắm, với cả tao không nhét được từ hay ho và lắm kiểu từ xe ai cái thứ ấy. Mày thì sao? Mày làm cái gì với cả phần speaking part trên? Tao keep it simple thôi. Tức là bởi vì cái vấn đề mà người ta cho mình nó cũng khá là không quá phức tạp ý. Đó. Ví dụ như miêu tả về một lần bạn đi lạc chẳng hạn. Sau rồi tao sẽ không thể nào nghĩ được. Hay đi thi không? À? Không, đi thi mình không, vẫn đi về. No, à, hôm đấy tao đi thi về một skills bạn muốn học thì cái đấy nó còn dễ nói. Tao nói về... Tao thấy tao thích một lần đi lạc, tao thì có cảm giác một lần đi lạc nó sẽ dễ hơn mà là yêu ấy. Yêu nghe kiểu... Tao kiểu... Biết là mày nói gì về một skill thôi. Tao not sure nó có được tính là skills không, nhưng mà tao nói về marketing. Thì để skill. Kiểu Google, không phải Coursera nó còn có cả nguyên một cái khóa kiểu digital marketing ấy. Xong rồi nó cứ giúp tao, nó cứ gửi email, nó giúp tao ấy. Đấy, tao vừa xem một cái short gì đấy trên Instagram gọi là Reel, không phải short. Reel, đúng rồi. Cái Reel đấy, xong bảo là những thứ mà bạn có thể kinh doanh được mà không cần mất vốn, một trong số cái đấy là bản kỹ năng. Cái đấy toàn video rồi, cái đấy nhưng mà lười lắm mày ạ. Bao giờ thì bán được 1 tỷ khóa học IELTS đấy bạn ơi. Công nhận. Công nhận. Kinh doanh 1 tỷ khóa học IELTS. À, công nhận đấy. Thôi anyway, tóm lại phát lại về từ vựng vừa rồi nhá. Tôi nghĩ là chốt lại được một câu như này với tất cả mọi người đang ngồi xem. Đấy là thứ nhất, mình không dùng skill. Mình không dùng từ khó. Đúng không? Mình không dùng từ khó. Mình keep it simple thôi. Idioms à? Có khuyên mọi người dùng idioms không? Thử khuyên mọi người đi. Có phải dùng idioms. Khuyên dùng idioms, ok rồi, khuyên dùng idioms. Nó có một cái nó gọi là idiomatic expressions ấy. Cái đấy cũng hay. Thực ra idioms thì có nhiều loại. Dạy tôi nào bạn, tôi không được đi học. Không, ra cái này ở trường tao cũng dạy đâu. Cái này là tao... Tôi không được học một trường U nào đấy. tao nghe mọi người nói thôi. Ra cái việc dùng idioms thì đúng hơn là về idiomatic expressions ấy, thì kể cả mấy phrasal verb các thứ ấy, thì như cũng được tính đấy, chứ không hẳn phải dùng mấy cái kiểu thành ngữ tục ngữ đâu. Rồi, ok, rồi. Anyway, về từ vựng, keep it simple. Mọi người không muốn kiểu lấy từ khó quá đâu. Nói như vậy không có nghĩa là từ khó nó không có ích. Thực ra thì nếu mà lên ban cao rồi thì từ khó nó vẫn, you know, it still kind of plays something. Nhưng mà nếu như mọi người nói là mọi người chỉ cần kiểu em 7:30 chẳng hạn, 7:30 speaking chẳng hạn, thì yeah, keep it simple. Nhìn chung là kiểu cái fluency nó giống như, nó khá là giống với cả part 1 nhỉ. Fluency các thứ vẫn
fluency với cả pronunciation vẫn nên được để lên hàng đầu nhỉ. Rồi, đấy là về từ vựng này. Thứ hai nữa là tới nãy là mình nói luôn cả notes rồi đúng không? Kiểu note cái gì xuống rồi đúng không? Ừ, thì vừa nãy là tao thì tao nói nốt keyword, mày thì mày nói nốt các cái từ mà gợi nhớ tới các idioms. Rồi có một cái phần này thì tao nhớ là mọi người cũng hay hỏi đấy là kiểu cái cues ấy, các cái cue. Tao không biết là sao có một thời gian dài gọi là cue cards nữa, nhưng mà anyway tao nghĩ nó gọi là cues thôi vì nó không phải card. Các cái cues kiểu what is the gì đấy, how, where do you gì đấy. Đấy là cái hay đấy. Thì tao muốn hỏi là kiểu mày có bao giờ mày trả lời theo cái đấy không? Đi thi thật, bất luận trước đây tao dạy mày như thế nào đó, thì kiểu mày đi thi thật mày có kiểu liếc xuống xong mày nhìn xem là ai cái cue tiếp theo là cái gì và mày trả lời cho nó không? Cái đấy thì nếu như mà tao gặp một cái đề kiểu nó không thể nghĩ được cái gì ấy, kiểu mình không nghĩ ra được một cái câu chuyện gì ngay lập tức luôn thì mình sẽ... Trong cả hai lần thi vừa rồi đã bao giờ mày phải kiểu nhìn xuống? Mày đã bao giờ bị rơi vào tình trạng là không nghĩ được ra cái gì xong phải nhìn xuống nhìn chưa? Hai lần thi thật, bỏ qua tất cả lần thi thử, cả lần kiểu học, ôn thi đấy. Actually the no. Thực ra là không. Thấy chưa? Hai cái đề mà mày đi thi. Rồi mình biết một đề lần cuối cùng gần đây là mày là về skill rồi, cái đề lần trước 3 năm rồi, 19 lần đấy mày còn học với tao mà. Vừa đấy mày học với tao mà thì làm sao đã 3 năm rồi. À, tao thi 3 lần rồi. Ôi phải. Ừ. Tao không biết đâu, mày thi có 2 lần. Tao thi 3 lần rồi, tao thi cái hồi mà lớp 12 tao thi 1 12, tao thi 1 lần. Đấy. Ok. Thì lâu lâu lắm rồi. Tao thi 4 năm, tao quên mất tao kìa. ba đề của mày là mày còn nhớ ba cái đề của mày là gì không? Tao không, tao chỉ nhớ đề vừa rồi thi với cả đề cái hồi học với mày mà thi đấy là a job that your grandparents did hay sao ấy, tao không nhớ cái đấy là đề trước. Đúng rồi, như đề đấy. Thực ra khi mà mình đã vào cái flow rồi thì mình không chú trọng quá về Q đâu. Nếu mà đã có cái flow ấy, là mình đã có cái flow chuyện của mình ấy thì mình đôi khi là mình sẽ không cần theo cái cues đấy. Nhờ, công nhận. Ừ. Công nhận. Một kể thì nhắc cho tao một kể thì 4 lần tao đi thi tao nhưng mà không nhớ được hết vấn đề. Đề đầu tiên tao nhớ là tại vì hôm vừa để tao thi tao không nói được hết 1:30 lát nữa không thể xem là kiểu tip làm như thế nào để có thể nói được 2 phút đấy. Cái cảm giác kiểu nói như thế thôi chứ ra lần cuối cùng này tao thi tao không nói được 2 phút đâu. Tao không nhìn giờ, tao không biết với các kiểu lúc mà mày hồi hộp ấy, mày lo ấy, thế cái cảm của mày về thời gian nó khác vậy, nó khác luôn. Thực ra nhá, mấy lần tao thi có mỗi một lần lần thứ đâu tao toàn không nói hết kiểu 2 phút đâu thật. Tao toàn kiểu nói xong rồi kiểu giám khảo sẽ bắt đầu nhìn ý, như là đợi điều gì đấy xảy ra tao biết là cái hết 2 phút. lát kiểu có khi tao ngồi kiểu nói chung hay là tao làm speaking part 3 với mày ngày hôm nay luôn, tao thấy tao kiểu có cái nhiều cái để nói vãi. Tao làm speaking part 3 thì tao sẽ không làm cái video khác nữa đâu. Lát Mày có okay. Cần phải đi ngủ không? Mày có cần phải đi ngủ để mày không? Thôi cứ nói đi. Nếu mà nói nữa nó sẽ kiểu đến kiểu 12 giờ. Không sao không, đâu. Không đến 12 giờ đâu. Nhưng mà kiểu cũng sẽ đâu. Khi hỏi nói là speaking part 3 mày, tao lười làm video nữa lắm. Tao lại ngồi đó một mình cũng giờ hơi ấy. Thế kiểu cái CV này tao cố gắng kiểu tao mời khách mời rồi. Khách mời. Tao kiểu tao muốn mời được nhiều người nói đến nói vãi. Kiểu làm kiểu podcast như kiểu Take a Sip ấy. Mày xem cái đấy không? Take a Sip với cả kiểu, mà, cái ngay số với cả giọng sự. Mày hay ý. Giọng mày hợp podcast ý. Giọng mình rất hợp podcast. Tao cũng mong thế lắm nhưng mà tao có cảm giác nó thú vị như thế nào ấy. Mày nhớ lúc ấy mình đang nói cái gì không? Cho là... những ai không biết chuyện gì vừa xảy ra thì tôi vừa mới bị ngẫn vì tôi tưởng là nó sẽ không quay được cả mặt tôi và mặt Thảo cùng một lúc.
nhưng mà cuối cùng may quá nó quay được cả mặt tôi lẫn mặt Thảo cùng một lúc, cho nên là nó sẽ không có vấn đề xảy ra cả và chúng ta sẽ tiếp tục. Nhưng mà nãy vừa nói cái gì nhỉ? Chờ tí, một phút. Something. Ta đang ngồi xem lại. Hình như điều gì đấy. Mày đang tổng kết mày. Tao cũng nghĩ là tao tổng kết, cho tao thể tao tổng kết cái gì ấy. Mình còn chưa nói được hết tất cả về, mình còn chưa nói được hết tất cả kiểu speaking practice có những cái gì ấy. Mình mới đang tổng kết được cái gì là từ vựng này đúng không? Từ vựng này xong rồi đến cues này đúng không? Mày có dùng cues hay không? Câu trả lời là không, chúng ta không còn dùng cues, đi theo cái flow đấy. Không dùng cues. Tao nhớ là mình đang nói gì ấy, việc kiểu khách mời ấy, xong rồi tao bị ngẫn. Thôi được rồi, cái tiếp theo lúc nãy tao nhớ là mình có đang nói gì đến cái chuyện là nói được đủ 2 phút đúng không? Ừ đúng không? Nãy đang nói gì đấy đến cái việc là được đủ 2 phút, xong tao đang kiểu định ngồi nói chuyện về cái của tao. Tao định nói về chuyện tao đi thi 4 lần, tao thi những cái đề gì và lần nào tao cũng fail. Lần đầu tiên thì chắc chắn là tao fail rồi, tại vì lần đấy tao nhớ là cho những ai không biết, cho ai chưa biết nhé, thì đấy là để như mà một cách để mọi người biết là mọi người vừa nói không được đủ 2 phút, đấy là cái ông interviewer ông ấy sẽ hỏi một cái câu follow up cho mọi người, nó gọi là follow up question. Thì cái hồi bé lần đầu tiên tao bị dính câu đấy luôn. Thế là cái đề lần đầu tiên tao thi đấy là nói về một lần mà mày have a good time or have a fun time gì đấy with your friends. Và tao nhớ là tao kể về chuyến đi Sapa với cả bạn bè kiểu đi field trip ấy. Xong rồi ông ấy có hỏi tao đấy là kiểu cái gì đấy, kiểu did you want to go there again with your friends? Xong tao kiểu không, tại vì bị muỗi đốt nhiều quá nên tao sợ. Tao sẽ đi với bạn bè nhưng không phải đi tới đấy. Kiểu như thế tao nhớ là có gì như thế. Lần thứ hai thì tao không nhớ. Lần thứ hai đi thi cái hồi lớp 12 ấy, thì tao không nhớ là tao bị hỏi cái gì đến hồi năm nhất. Cái hồi mà đang ở bên Mỹ, đang ở hồi đấy là tao đang ở Pennsylvania thì phải. Thì tao phải qua Drexel. Cái trường ấy đẹp cực, cái trường ấy kiểu cộng đồng người Việt nó đã. Mày sao? Mày có biết không? Kiểu có bao giờ mày nhìn thấy bạn bè này xong? Tao chưa sang bên đấy bao giờ. Cái trường đấy, em ơi, cái trường ấy đẹp cực, nó nhìn nó cổ kính ấy, nó kiểu cổ cổ ấy. Xong rồi xong rồi kiểu nó còn cho tiền nhiều nữa. Cái lý do duy nhất tao không đi trường đấy đến tại vì nó cho tiền nhiều, nhưng tiền học lại vẫn quá nhiều. nhưng mà cộng đồng người Việt bên đấy thấy vui cực, thấy kiểu biết vùng các thứ, các bạn ấy up các thứ kiểu chơi bên đấy với nhau. Nó thể thích hơn trường tao bao nhiêu, trường tao kiểu cộng đồng người Việt kiểu bị có biết làm sao ấy. Em xin lỗi các chị nhá, những các chị ông người xem còn nó bị làm sao ấy mày ạ, kiểu hẹn hò đi ăn xong rồi nó giống hết tao với mày hẹn kiểu hẹn nhau làm beat ấy. Không bao giờ có kiểu chuyện này đâu. Đấy nó giống hết thề, có biết Drexel kiểu vui vậy. Anyway là đấy, lần thứ ba tao đi thi, tao thi ở đấy. Cái part 2 của nó tao nhớ là kể về một người trong gia đình và hết sức quan trọng với bạn, tao kể về bố và tao nói, tao thề tao không biết nói cái gì, thế tao không biết nói cái gì ấy. Tất cả các câu của tao nó đều bắt đầu bằng một câu là and my dad and my father. Thôi thế là xong rồi. And my dad he is very well versed in like all kind of stuff they talk about. Like, someone well my dad is xong luôn mà là tao. Đúng rồi. Nhưng mà lúc đầu tao hồi lần đầu tao đi thi tao cũng thế, cái hồi mà kiểu đi thi không biết gì ngơ ngác thì tao đấy. Thế mà đấy xong tao and đấy and này không đùa, lần đầu tao vẫn thế. Đầu tháng trước tao hôm nay mùng mấy rồi, hôm nay mùng sáu rồi, không mùng năm, vẫn là mùng năm. Hôm nay mùng năm rồi các bạn ạ, chúng tôi đi thi vào ngày mùng năm tháng ba hay tháng tư. Tháng 3, mình đi thi mùng 5 tháng 3. Ngày hôm nay là mùng 5 tháng 5 rồi các bạn ạ. 2 tháng sau khi mình đi thi và mình vẫn chưa làm xong video cho các bạn. Xin lỗi. Cuối cùng ta đi thi. Tao bị hỏi đề là cái đề này ngày xưa Kiên hỏi tao rồi cơ. Có một cái lớp tao đi chữa. Kiên nào vào đây nữa? Đề nào? Không phải. À đề nào á? Chán. Cái đề này là kể về một lần mà bạn dậy sớm. Ôi, mấy cái đấy nó kiểu đấy, một lần bạn dậy sớm hoặc một lần bạn bị muộn ấy.
kiểu nó bị kiểu lát nữa nói một số nó đến một số mấy cái tip kiểu làm thế nào để kiểu kéo dài được 2 phút, và tao thề luôn là mấy cái đề này kiểu mày rất phải kiểu ngồi vận óc một tí thì mày mới nhận ra được là kiểu kéo dài như thế nào ấy, nhưng mà kiểu cái đề này tao thề. And then we tao nhớ tao bảo and then we hop into the taxi and then we rush to the airport and then we go free. Went through. Ủa, tao nhớ hồi đấy Kiên vẫn kiểu rất là có vấn đề với việc tao nói tiếng Anh không chưa được. Và tao đã phải rất cố gắng. Tao cũng giống mày à. Thực ra tao không hiểu làm sao, nhưng mà tao cũng hay bị quên chia thì. Rồi lát nữa còn một câu chuyện về làm như thế, tip làm như thế nào để nhớ chia thì lát nhớ nói. Rồi thế thì cái gì nhỉ, mình đang nói rồi cái gì nhỉ, đã làm như thế nào nói được 2 phút đúng không? Cái lần này lần cuối cùng mình tao đi thi nhá, tao bất luận là kiểu cái ngữ pháp của tao như thế, cho những ai không biết thì chắc chắn là mọi người không ai muốn nói cái bài văn của mình, cái bài nói của mình nó bắt đầu bằng cái câu như thế cả. Không phải bắt đầu như thế, mà không muốn tất cả các câu trong bài nó đều chỉ bắt đầu với bằng cụm như thế ấy. And then we làm gì đấy, nó bị limited đấy. Cái rõ ràng rồi, dễ nhìn thấy nhất đấy là cái grammatical range của mọi người nó không được rangy cho lắm. Gọi là cái gì nhỉ? Cấu trúc ngữ pháp á? Không, những cái từ dùng để chuyển ý, nó gọi cái gì trong cái ban chấm của IELTS chứ nhỉ? Cái kiểu linking on top phrase, of that, linking phrases. With that being said, xong rồi là cái gì đấy? However, cái gì liên quan tới cue mà nó thể hiện đây là trong cái cuộc hội thoại đúng không? Gì đó. Gì nhỉ? Gì đó mà nếu như mà mày không master được cái đấy thì điểm mày không bao giờ trên 7 luôn. Có thể á? Ai nói? Ai nói cái đấy? Kiên nói. Nghe dùng Kiên nói đấy. Kiên nói. Để tao nhớ. Kiên nói thế nào? Để tao nhớ. Cái gì? Remarks? Discourse remarks đúng không? Đúng rồi, chính xác. Đây đúng rồi, nó có một cái gọi là discourse remarks. Cái mà kiểu discourse là kiểu cuộc hội thoại, cuộc nói chuyện. Thì như là lâu lâu nó cái nghĩa đấy nó sẽ còn... Marker chứ. Marker, sorry. Remark là lời đánh giá, lời nhận xét. Sorry, markers nhá. Em hơi xấu hổ quá. Discourse là kiểu cuộc hội thoại, cuộc nói chuyện các thứ. Markers thì nó là cái đánh dấu. Nó thể hiện ra là mọi người đang ở trong một cái... nói chung là một cái kiểu communication, any medium of communication, kiểu như thế. Thì nói chung là không là, là phải dùng giỏi được những cái đấy. Một là phải dùng giỏi những cái đấy, well you know, on top of that các thứ. Thứ hai nữa đấy là mọi người không muốn bắt đầu một cái câu của mình, không muốn bắt đầu tất cả các câu của mình vào một cụm từ. And then I làm gì đấy, rất nhiều đứa bị cái thuật này, kiểu bị lặp về discourse marker, bị overuse là thôi xong đấy. Anyway, tip làm thế nào để kéo được dài đến 2 phút à? Lần cuối cùng là cuối cùng tao dùng hết mày. Ông ấy cũng kiểu nhìn tao xong rồi kiểu mày không biết nói gì đâu đi à. Tao kiểu tao có cảm giác là tao làm cho ông ấy kiểu vui quá ở cái phần đầu tao nhớ, cái part 1 tao nhớ tao nói dài lắm, nhưng mà kiểu lão ấy có vẻ lão ấy thích tao nghe tao nói ấy, vì tao nói được nhiều ấy. Xong tao nói về cái cliché vãi, tao nói ví dụ được về computer science chẳng hạn, the possibilities are endless, tao nói một cái câu như thế kiểu cliché cực kỳ luôn, để mà lão ấy vẫn thích nghe ấy, kiểu ôi tao đợi mãi ấy. Thì đến part 2 tao nhớ tao kết thúc rồi, tao nói việc tao dậy sớm, tao đi chơi rồi, tao đến được cái địa điểm đấy rồi, cả nhà tao bay được đến cái địa điểm Đà Nẵng đấy rồi, tao dừng ở đấy, lão vẫn đang trố mắt ra, lão nhìn tao kiểu mày không định tiếp gì nữa. Thì tao cũng có cảm giác là chuyện nó ngắn, tao cũng có cảm giác là không phải tao nói ngắn đấy, tao không nói không được dài, nhưng mà anyway là cũng có follow up tao một câu là cái gì đấy tao quên mất rồi. Nhưng mà nào Thảo thân mến, làm như nào kéo ra nó thành 2 phút đây? Thực ra hôm trước tao xem được một video của ông cựu giám khảo Gary McLeod ấy. Anh lão ấy làm video đó, tao chỉ kết bạn với lão ấy, không biết lão ấy làm video. Có làm video ở trong cái group học bay. Ok. Ừ, thế là ông ấy bảo có một video về cái việc mà nói đủ 2 phút đi, thì ông ấy bảo là thực ra ấy, nếu như mày nói được
khoảng 1 phút 45 ấy thì, tức là dưới 2 phút thì mày không bị trừ điểm đâu. Tức là dưới 2 phút thì không bị trừ điểm ấy. Yeah. Ok. Thế nên là cũng không sao nếu mà mình bị nói dưới 2 phút, nhưng mà đừng có nói ngắn quá kiểu. Thế nếu mấy bên tao nói 1 phút thì tao bị trừ điểm. Tao nghĩ là có. Ông ấy bảo thế, tao không nhớ lắm. Tao bị trừ điểm vào cái gì? Tao bị trừ điểm vào phần nào? Mình có 4 tiêu chí thì mình sẽ bị trừ vào phần nào? Thực ra trong 4 tiêu chí thì như không có tiêu chí nào về cái việc là mày nói kiểu. Thì ừ thì đấy. Đúng rồi, thì nếu như mà không có tiêu chí đấy thì làm sao tao biết được là kiểu tao sẽ bị trừ bao nhiêu? Đơn giản là mày chưa show được hết những cái gì mà mày muốn thôi, đúng không? 1 phút thì quá ngắn để mày kiểu. Thế thì khả năng cao là bị trừ vào kiểu task response với cả fluency nhỉ? Ờ đúng rồi. Đúng không, expand được, không kiểu kéo dài được câu trả lời. Có một cái chỗ nào mà nó bảo là mày có thể kéo dài được cái câu trả lời của mày nữa thì có lẽ là bị vào đấy. Hợp lý. Tao không nhớ, tao nhớ cái tao đọc cái câu đấy, tao không nhớ chính xác như thế nào. Không thể kéo dài, mà cái đấy thực ra cái band descriptor cho speaking thì nó là speaking nói chung, nó cũng không chia riêng rẽ ra nó là speaking part mấy thì well can't really say. Nói chung là nó không có nói thẳng ra là mày nói 1 phút thì mày bị trừ kiểu vậy thôi. Mày có biết là cái này nó gọi là public, cái mà mình dùng nó gọi là public band descriptor. Chứ mày có biết là có một cái gọi là một cái bản lưu hành nội bộ không? Nhưng mà mình có làm sao mình lấy được cái đấy? Cái bản này thằng em tao có một lần nó chụp bức ảnh cái bản đấy, mà cái bản đấy nhìn mình cười. Cái bản đấy nhìn mình cười cực. Ông ấy sẽ kiểu kiểm tra xem ở có đuôi của hay không, có linking sound hay không. Cái đấy là pronunciation features mà. Nhưng mà kiểu nó viết rất là rõ ra ấy, kiểu lúc nào mà ông ấy biết là kiểu mày đang không nối được âm là mày bị trừ điểm ấy. Đấy, nó kiểu kiểu như thế, nó rõ như thế thôi ấy. Tức là từng cái. Thế thì tao ta không thể mindful được mấy cái đấy. Nobody's gonna be mindful of that, I guess. Thế tiếp nào, làm như thế nào để kéo nó ra dài được 2 phút nào? Thực ra là theo tao ấy, thì sẽ đối với cả mỗi một cái đề người ta cho mình thì mình sẽ phải bắt đầu kiểu như là kể về phải có một cái dàn bài chung ấy, kiểu dạng như bây giờ mình sẽ ví dụ người ta bảo là kể về một lần bạn đi xem kiểu một môn thể thao nào đấy chẳng hạn, thì có thể là mình đi chọn xem một trận bóng đá, thì mình vào đề sẽ không kể luôn là tôi xem một trận bóng đá ở rất là hay này thế kia, thế thì câu chuyện nó sẽ rất ngắn, nhưng nó chẳng có gì kể. Đấy, trừ khi mà cái trận bóng đá đấy có gì đặc biệt xảy ra thì ok, nhưng mà nếu như mà thế thì mình sẽ phải kể ví dụ như là trước khi tôi đến đấy rồi, thì tôi kể trước khi đến đấy. Trước khi cái event đấy xảy ra rồi. Trước khi event đấy xảy ra thì mình đã prepare hay gì, hay là mình có cái thought như nào ấy. Đấy. Xong rồi trong cái khi mình nói về cái event đấy thì mình sẽ cần phải nói rất nhiều về cái cảm xúc của mình ấy. Ok rồi, nói về cảm xúc. Hai. Nói về cảm xúc của mình. Và đương nhiên là sau khi đấy thì mình cũng có thể cho thêm cảm nhận và maybe là 1-2 câu vì đấy kiểu tương lai tôi có làm lại cái đấy hay không, hay là tôi sẽ rút kinh nghiệm ra thì nghe không cũng có vẻ đi muộn nữa chẳng hạn. Nghe cũng hợp lý mà, nghe cái này cũng thấy cũng hợp lý mà. Rồi đấy là về event cảm xúc này. Thực ra cái cảm xúc là cái hay phết, tao thề đó, lúc mà tao cũng dạy cho mọi người, tao bảo là hãy nói nhiều hơn về cảm xúc. Đến lúc tao bản thân thì cái nói về cảm xúc là cái nó rất là quan trọng trong part 2 ấy. Tao cũng đoán thế. Tại vì tao không nói được nhiều về cảm xúc của tao. Tao chỉ hoặc là có thể tao chưa hiểu lắm kiểu là tao nói như thế nó là cảm xúc rồi, nhưng mà tao tưởng đấy chưa ấy. Tao nhớ là tao cái bài cuối cùng nói về cái việc dậy sớm, tao nhớ là tao có miêu tả một tí là I was very pissed. I was young and for all the kids we get pissed when we're waking up in the middle of kiểu như thế. Tao luôn thấy cái đấy thì chắc là kiểu cảm xúc rồi mà, đúng không? Nhưng mà tao thấy ví dụ chỉ thêm một câu như thế thôi ấy, thì làm sao mà được, có cách nào để kiểu mày kiểu kéo dài được cái phần miêu tả cảm xúc ra không? Thay vì chỉ nói là kiểu I'm angry, I'm pissed, thì mày kiểu mày actually, you know, một cái đoạn kiểu độc thoại nội tâm, không phải độc thoại nội tâm, kiểu ra là khó đấy.
Nào thì thử thì như nào, thử thì như nào, kinh nghiệm bạn như nào? Ra khá là khó. Thì cái việc mà nhét cảm xúc vào thường thì sẽ trải dài từ đầu đến cuối câu hỏi, cái câu trả lời của mình thì nó sẽ dễ hơn cho mày. Đấy, tức là mình gặp việc này mình cảm thấy như nào ấy, kiểu thế. Kiểu mình làm cái này xong mình cảm thấy gì ấy, thì nó sẽ đi kèm với cả cái sự việc. Ví dụ như là trước cái event đấy thì mình ở nhà và mình I felt really bored or something, thì mình cảm thấy chán xong rồi cái này kia, thế mình mới quyết định mình đi xem bóng đá chẳng hạn, kiểu như thế. Thì nó sẽ gắn liền với cả cái hành động kiểu trạng thái của mình. Thì sẽ dễ nói hơn, chứ kiểu để nói một đoạn dài mà chỉ có cảm xúc thôi thì nó khó lắm. Chỉ có mỗi cảm xúc thôi, I guess. Khá là khó. I guess, okay. Okay, so tại vì thường ví dụ kiểu mình đang nói với tầm cái event không? Kiểu tầm một lần đúng không? Rồi ví dụ cho các bạn bài kiểu tả một người hoặc là tả một vật đấy. Cái đấy kiểu cái đấy khó. Cái đấy thì đúng rồi. Nó sẽ không xuyên suốt được ấy. Nó sẽ kiểu nói một câu là tôi thấy người này như thế này. Xong rồi kiểu mày sẽ quay sang luôn, mày nói là mày sẽ quay sang mày describe cái object hay là cái người đấy luôn ấy, chứ mày không còn nhiều thời gian để mày kiểu hay là tao làm sai cách. Tao không biết. Thực ra nó cũng tùy dạng bài thôi. Về những cái bài tả về object, ví dụ tả về một gift chẳng hạn, là một món quà chẳng hạn, thì trước tao có hướng dẫn học sinh làm cái đề đấy, thì thực ra mày cũng không cần nhét quá nhiều cảm xúc vào đâu. Mày sẽ kiểu describe về cái món cái đồ đấy, xong rồi kiểu ok đương nhiên cảm xúc của mình lúc nhận như nào, xong rồi mình làm gì về cái đồ vật đấy, xong rồi như nào đấy thôi, thì nó cũng không cần quá nhiều cảm xúc đâu. Nó sẽ có nhưng mà cũng không thể xuyên suốt được ấy, nó khó. Thì nếu như mà tả về kiểu vật hay là về người như thế thì làm như nào, thì mày sẽ làm cái gì để mà mày kéo dài được cái bài nói? Nếu mà đồ vật ý thì sẽ tùy vào đề, ví dụ như cái đề nó tùy vào đề nhá. Ví dụ đi. Ví dụ có hai cái đề tao khá ấn tượng. Một là cái đề a gift, hai là cái đề a selfie. Cái đề mày biết cái đề selfie đấy không? Tao không biết, tao thấy tao chưa đọc. Selfie đó là chưa? Cái đề là describe a selfie that you took hay gì đấy. Cái đề đấy kiểu what the fuck. Nghe sao? Thế sao vậy? Công nhận kiểu nó bị xàm và nó bị khó để mày describe. Chẳng nhẽ kiểu describe là ok there is my face, xong cái đề kìa kiểu thế, xong rồi có đủ ngũ quan này kia, tôi đeo một cái kính gọng vàng. Thế nên là nó rất là khó đấy. Thế nhưng mà thực ra tao lại đấy, thế nên là hai cái đề đấy là hai cái đề mà tao khá ấn tượng. Cái đề ở gifts thì đấy, thì nói tao nói về cái một con gấu bông. A gift you received thì sao, một con gấu bông, xong rồi mình sẽ đi miêu tả một bông đấy khoảng 2-3 câu gì đấy, xong rồi sẽ là cảm xúc lúc mình nhận gấu bông này và những cái việc mà mình làm với gấu bông ấy. Kiểu thì mày sẽ dễ dàng mày kéo dài được ra, ví dụ em ngủ với gấu bông, em đi đâu em cũng cầm gấu bông theo, đấy, rồi em chia sẻ gấu bông với các bạn. I got it, okay. Đấy thì cái kéo dài được, xong rồi là và đấy thì từ cái thời điểm mình nhận được món quà đấy đến bây giờ thì con gấu bông này ra sao rồi, okay. Cũng hay. Không thể, tại vì tao chưa bao giờ nghĩ này đâu. Ví dụ tao chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện này đâu ấy. Ví dụ như là tao muốn kéo dài một cái bài object như thế thì thường tao vẫn làm so sánh, nhưng mà bản thân tao cũng thấy kiểu tự nhiên mình đang nói vấn này xong mình nhảy sang so sánh vẫn khác, nó hơi bị gượng ấy. Đúng thực ra thì có rất nhiều cách, có tùy từng bài có rất nhiều cách để mà kiểu mày vượt qua được cái gượng đấy. Biểu nói với kiểu tạo một vật chẳng hạn nhá, mà xong rồi mình lấy một cái vật mày mua chẳng hạn ấy, thì thực ra thì so sánh rất là dễ, kiểu mày nói về tiền nhở, mày nói về tiền một cái xong rồi mày bảo cung tâm tiền này bên kia kiểu nó bán hàng dễ hơn nhiều, bán hàng kiểu chất lượng hơn nhiều kiểu như thế chẳng hạn thì nhưng mà kiểu ví dụ kiểu tặng những cái món đồ mà kiểu nó hơi bị spiritual hơn một tí mà nó kiểu nó hơi kiểu nó liên quan đến emotion hơn một tí, thế mày không compare kiểu gì nó cũng kiểu bị gượng ấy, nó bị kiểu abrupt một phát xong mày chuyển flow ấy. Tức là mày sẽ
đối với cả mấy cái đồ như thế thì mày có thể kiểu focus on the experience ý. Tức là mình làm gì với cả cái object đấy thì nó sẽ dễ hơn ý. Rồi có nhiều việc mà kiểu có nhiều thứ mình có thể nói được. Yeah, xong rồi từ cái giai đoạn đấy đến bây giờ thì cái object đấy nó ở đâu và mình sẽ như thế nào với nó ở tương lai. Yeah, nhưng mà thực ra nếu như mà mày nói xong cái phần experience ý, tức là những cái gì mày làm với nó rồi mà nó bị vẫn hơi bị nó bị ít ý, thì mày có thể bịa ra là chuyện gì đã xảy ra với cả cái gift đấy được. Nói ngắn thôi, nếu như mà không còn gì để nói nữa ấy, thì kiểu maybe I lost it somehow, kiểu vậy. Poor teddy bear. Rồi, như thế là xong rồi. Từ tốt lại phát này, tốt lại phát này về các tip mà hôm nay bọn tôi có đưa ra này. Nói chung phần lớn đấy là đến từ việc là mọi người phải nói về trải nghiệm nhờ, trải nghiệm cái việc sử dụng cái vật đấy nó như thế nào. À từ từ, thế nếu làm với người thì sao? Lại quên. Ừ tao tí quên đấy, ừ xin lỗi. Tí quên đấy, nói với người thì sao? Trải nghiệm với người đấy như thế nào? Làm em lầy vãi chưa? Trải nghiệm với người đấy. Ờ không thật. Ví dụ thử mấy kiểu hỏi. Tất nhiên là với cái, những cái đề như kiểu là hỏi xem là người đấy, à quên sorry, cái đề nó hỏi kiểu người mà mình gặp rồi đúng không? Một người mình ngưỡng mộ này, hay là một người mình làm việc với rồi này, hay là một người mình gặp này, thì nó rất là dễ đúng không? Kiểu có thể kiểu như tao là tao vẫn kiểu nói lại cái buổi hôm đấy chẳng hạn. Nhưng mà kiểu nói với những cái người mà mày, excuse me, kiểu celeb các thứ này, xong rồi những cái người mà kiểu mày idolize, idols các thứ này, đúng không? Kiểu cái yeah. Hội đấy kiểu ít chuyện để nói, mình chưa gặp người ta bao giờ ấy. Thì... Hồi đấy thì mày chỉ kiểu nói về background story của nó thôi chứ nói gì. Về background story nói 2 phút nghe nhảm. Background story 2 phút nói nhảm cực. Nó như kiểu mày tả một cái món đồ trong 2 phút ấy. Cái túi này nó có cái qua, à con teddy bear này có hai cái tai, nó có cái hai cái mắt, và thứ hai cái cúc áo. Rồi thì cái phần đừng chỉ được may rất là cẩn thận các thứ. Như tôi có thể quan sát kiểu review đồ vật này, tôi thấy không có một cái lọn bông nào bị lòi ra ngoài cả. Thực ra là tao có xem một cái example của cái anh em của chị gì đấy tao mà được đem khá cao viết đi. Xem nhiều vãi thề. Nhưng mà ok. Tao xem một cái sample nào cả. Tao mà bị bắt xem sample ấy thì chỉ có thể là học sinh của tao hỏi anh trả lời như này có được điểm cao không ấy. Chứ thề luôn. Thực ra là đấy tại vì tao hay follow mấy cái trang về IELTS là có pop up lên thôi. Ok. Thì sample của người ta thì người ta nói về như là Taylor Swift hay sao ấy, xong rồi nói một chút về background story và sau đấy người ta còn thêm một đoạn rất dài nói về personal encounter với cả Taylor Swift rồi nó bị ảo ấy. Nhưng mà đấy là một hướng trả lời của người ta ấy, kiểu để may hey, em không nói được. Dối được thì làm sao chị? Yeah. Em chưa bao giờ gặp Taylor Swift mà bây giờ em không nói dối được làm em biết ra chuyện em gặp Taylor Swift chị nhỉ? Chị có thể hướng dẫn cho các bạn ở trên này cùng nghe được không ạ? Thực ra cái đấy rất là khó, trừ khi mà mày ở nhà mày chuẩn bị hẳn một cái script ý. Là bây giờ nếu mà vào đề này thì tôi sẽ nói là tôi gặp cô ấy như này như kia ấy. Đó. Thế nên là ở trong part 2 mà mình kể một câu chuyện gì đấy thì không nên kể mấy cái kiểu bịa ra ấy. Bởi vì trừ khi mày IQ kiểu 1000 ấy. Tại xong vì... rồi mày kiểu bịa ra được on the spot là mày làm hay làm okay, là okay, được. Okay. Thì ok, chỉ nếu như mà mình là một người bình thường thôi, IQ bình thường thôi, mình đi thì mình tự nhiên mình bịa ra thì nó sẽ còn cái điểm không logic của nó kiểu đống đá nhau nên rất là khó. Thế nên là vì thế nhiều người người ta cũng kiểu chuẩn bị script trước ấy. Để người ta có cái hướng người ta nói. Chuẩn bị script trước rồi nhưng mà cái lời khuyên này mà đi lên trên mạng thề luôn kiểu sẽ bị kiểu controversy. Thực ra tao đâu có khuyên đâu. Tao đâu có khuyên người ta chuẩn bị script đâu. Đây chỉ là bảo một số trường một hợp một số người chuẩn bị script các thứ. Ừ. Đặc biệt là những ai đấy kiểu hay lên quay TikTok. Này quay TikTok rồi quay YouTube xong rồi này kiểu mình đi thi được thế này. Đây là bài sample của mình ấy. Ôi các bạn ơi. Trạng là thế. Ôi các bạn ơi, các bạn mà không chuẩn bị script làm sao các bạn nói thế đâu. Ừ, công nhận. Thực trạng là có cả đống người người ta chuẩn bị script mà. Nhất là mấy bạn ban thấp ý, mà kiểu bị sợ ấy. Ờ.
đấy, bị sợ là đấy chuẩn là script, đống script luôn, kiểu 50 đề chuẩn bị hết luôn. Trời ơi. Tao thấy trước rồi, tao cũng kiểu đã từng thử dạy học sinh, tao theo còn không phải script nhá, nó chỉ là template thôi ấy. Dạy theo template thôi ấy, mà thề cứ kiểu từng một đề khác nhau ấy, cái template đấy nó lại có một cái gì đấy nó không đáp ứng cơ, xong lại phải nghĩ thêm này thêm kia, kiểu template xong rồi template extension ấy, xong rồi kiểu add on các thứ ấy. Chính xác. Mệt. Tức là nó không apply được với tất cả các đề. Ừ. Ừ, mày chỉ có thể kiểu như là có cái dàn ý thì còn ok. Dạng như bạn sẽ nói về đấy, trước sự kiện, trong sự kiện, sau sự kiện. Nó chỉ được đến thế không? Nhưng mà như thế thì rất là general. Đúng rồi. Thì general ấy. Kiểu one for all được đâu. Kèo đấy. Xong rồi vào phòng thì nghe thấy kiểu một cái topic nào mà kiểu nó giống giống cái đề của mình nhưng mà nó lại hơi khác ấy. Xong mình vẫn mang cái câu trả lời ấy vào. Ừ. Rồi, xong lại một cái. Tốt rồi chưa? Tao sốt được cái phần người này cho. Tốt rồi đúng không? Ờ rồi, người. Ăn, nhưng mà cũng hãy có script. Thôi, đừng có bảo thế. Không chốt không script. Thật ra thì cái script, cái script thì tùy, cái script rất là tùy. Thật ra tao hay bảo cái dùng cái tệ nhất của dùng script để làm kiểu mọi người bị nói ra như kiểu mọi người học thuộc rồi ấy. Tôi thì tôi vẫn thì kiểu tôi thì cái mẹo của tôi để mà tôi tránh được cái đấy nhá, đấy là mỗi lần mà mọi người luyện tập lại về cái script đấy ấy, paraphrase nó, hãy tập paraphrase on the spot, tức là coi như là kiểu mình biết trước ý thôi ấy. Còn từ vựng thì gần như là mình không biết nó là của nó gì. Lần trước bảo ông ấy well known, lần này bảo ông popular đi, lần này bảo ông là kiểu I don't know, kiểu, household figure đi, ví dụ đấy chẳng hạn. Lần trước bảo ông ấy hát hay, sings well, bây giờ kiểu họ bảo là ông ấy has well modulated voice đi, bảo là ông ấy has angel, kiểu như vậy. Hãy paraphrase một tí đỉnh cao hơn nữa thì đấy là kiểu thay đổi được cả cấu trúc ngữ pháp của nó thì cũng ok. Để khái là nó sẽ cho mọi người lúc mà nói ra ấy, thề luôn, có cái vibe, tao có cảm giác kiểu tao nói ra ấy, nó sẽ có cái vibe kiểu đấy là lần đầu tiên tao nói cái đoạn đấy, thì đúng là lần đầu tiên nói thật mà, đúng không? Chỉ là kiểu có idea trước rồi, đúng không? Đấy là kiểu một cái mảnh nhỏ của mình cho những ai thực sự kiểu vô phương cứu chữa và phải đi với script thì there you have it. Rồi đấy là cho người này, script, paraphrase script. Rồi với vật thì như vừa nãy nói đấy là cái experience, hãy đi thật là sâu vào cái experience của nó. Được, thực ra thì tao cũng thích thế, nghe kiểu nói về experience vui mà. Experience này xong sẽ nói được thêm về emotions các thứ với cả cái vật đấy, đúng không? Rồi với thứ ba nữa là event thì mọi người nhớ nói cái preparation nhỉ, từ trước cái event đấy có chuyện gì xảy ra hay là mình chuẩn bị cho cái sự kiện đấy như thế nào, nói đằng sau đấy chứ nhỉ, kiểu sự kiện đấy xảy ra như thế nào, xong aftermath các thứ ra làm sao. Đây à, thực ra về người thực ra mình cũng có thể nói về trải nghiệm được mà. Một lần cũng khá là lần hay. Tôi đi ăn bún chả với Obama. Kiểu thực ra cũng nói được về trải nghiệm, nếu mà kiểu kể về một người bạn thích ý, hoặc là một người bạn yêu mến, kiểu tôi đọc sách này, tôi đi dạo này, tôi vân vân, nếu mà không thể kéo dài được nữa thì có thể cố gắng nói về những điều bạn làm với người ta. Tao vẫn là của cái tưởng tượng ấy, nhưng mà tao chưa thấy được cái possibility của cái này. Cho tao ví dụ đi xem, mà bây giờ ví dụ kiểu từ tao kiếm một cái đề thật là nhanh, từ tao tí tao nhớ là tao vẫn hay giấu đề speaking ở đâu đấy trong máy tao thôi. Search cái đây ví dụ như kiểu đây cái đề này nhá, cái đề này rất là không, cái này describe a time you felt proud of a family member. Cái này là một cái time, đúng không? Describe a time when you felt proud of a family member. Thì cái này sao? Cái này thì nói về đây là event mà. Hơi giống event rồi, đúng không? Ừ. Có describe your favorite famous person. Cái này thì thì mày làm gì với người ta? Những cái đề nào mà người mày quen ý thì mày mới làm được với người ta chứ. Ok, chấp nhận. À, chấp nhận.
hoặc là người nổi tiếng nhưng mày có thể bịa ra là mày làm gì với người ta được. Không làm gì được người nổi tiếng. Bất chịu. But anyway, anyway. Anyway. Okay. Rồi, như thế là xong được 3 cái rồi. Người vật với cả event rồi. Còn khía cạnh nào về speaking part 2 mà mình chưa động đến không nhỉ? Nốt rồi đúng không? Mình nói về kiểu nốt cái gì rồi này đúng không? Mình nói về cue card rồi, mình nói về... À, thế bây giờ luyện tập đi. Bình thường bạn luyện tập như thế nào cho cái này à bạn? Thì tôi cũng tò mò lắm bạn ạ. Luyện tập á? Ờ, làm speaking part 2 này. Mình làm nào? Luyện tập thì thực ra bình thường nếu mà chưa phải là đi thi kiểu chưa quá gần, chưa kiểu 1-2 tuần trước khi thi thì tao sẽ kiểu đấy thì cứ nói mỗi ngày thì cố gắng dành ra khoảng maybe 30 phút, xong mình dạng như mình nói về bất cứ cái gì xảy ra ấy, tức là mình thích nói cái gì mình nói thôi, mình kể lại câu chuyện một ngày của mình ấy, xong rồi ghi âm lại xong mình nghe lại. Đó. Thì nó sẽ giúp mình có cái flow và giúp mình kiểu như là thạo kể chuyện hơn, thạo storytelling thạo hơn. Thạo kể chuyện hơn rồi, thạo kể chuyện. Hồi ngày trước tao nhớ là hồi dạy đầu tiên là còn không phải bắt tóm tắt nhỉ? Mày có phải làm cái đấy không? Tóm tắt gì? Tóm tắt chuyện. Hồi đấy là bọn tao sẽ nghe kiểu chuyện ở trên một cái video nào đấy của YouTube, tao quên mất cái kênh tên là gì rồi, kênh đấy nhiều chuyện hay phết. Actually Happened. Ờ đấy, đúng rồi, cái chuyện cái Actually Happened. Mày sẽ có nhiều cái cuộc tình kiểu giờ hơi giờ hồn ở trong cái bộ đấy cực. Xong rồi nhiều thứ kiểu... Tao biết rồi, có phải trên YouTube không? Tao vừa nói YouTube mà, ừ đúng rồi. Đúng rồi, thế bạn tao vừa gửi cho tao cái link đến cái video đấy. Thế á, để làm gì? Cái collection đấy. Bạn mày định làm gì? Nó xàm đúng không? Tiếp dâm ít ra. Chuyện xàm đúng không? Thật không phải chuyện nó rất là hay, chuyện nó rất là cuốn. Yeah. Và nó dựa vào, ví dụ như kiểu tôi đã... Bị lát rồi. Đây, tao bình thường lại rồi, tao nghĩ là bình thường lại rồi. Ví dụ kiểu tôi đã... đã kiểu cặp kè với cả chồng sắp cưới của mẹ tôi như thế nào ấy. Đấy, đúng rồi mà, cái kiểu chuyện thế mà. Cái kiểu chuyện đấy, thực ra ta cũng không biết nữa, nếu mà mày đọc trên Reddit nha mọi người nhá, mọi người muốn học slang ấy, mọi người muốn học kiểu storytelling ấy. Đây, conversation, đúng không? Nên nó actually happened, nhưng mà tao không biết là nó đổi tên kênh các thứ rồi, nó cũng, nó như it has seen its better days, I guess. Nó đã từng bị một lần bị đổi tên rồi. Anyway là cái gì đang nói rồi, cái gì nhỉ? Tại sao nhiên lại sang cái đấy nhỉ? Quên rồi. À, luyện tập. Ừ đấy đúng rồi. Đang nói về luyện tập xong kiểu tóm tắt chuyện các thứ. Tại hồi trước là sẽ bị bắt tóm tắt mấy cái chuyện đấy. Mày được bắt tóm tắt chuyện như nào? Nó có đỡ hơn nhiều. Tao còn học tóm tắt chuyện đâu. Ok rồi, bây giờ mọi người biết là mọi người không cần phải học tóm tắt chuyện để mọi người được 7.5 speaking. Tiếp. Động từ. Đúng rồi, làm như thế nào để mày khắc phục cái việc là mày nói mà mày nhớ chưa động từ. Thì nếu như mà những cái bạn nào, thực ra cái việc mà mày chuyển đổi linh hoạt giữa các thí nó cũng là một cái để giúp cái grammatical range của mày ok hơn ý. Rồi, xác nhận. Thì how the question here is, thì nếu như mà những cái bạn vẫn còn yếu nhá, những cái bạn kiểu không thể nào aware được cái việc chia thì mình có thể thể kiểu như là chặt khúc cái bài nói của mình ra ấy. Chặt khúc nó rõ ràng, ví dụ như là phần đầu mình nói hoàn toàn về quá khứ luôn, xong rồi hết quá khứ mình không nói tí gì về quá khứ nữa, bây giờ mình nói về hiện tại kiểu như thế, mình chặt khúc ấy chứ mình không nói kiểu mix kiểu câu trước quá khứ câu sau hiện tại. Thế thì nó sẽ đỡ bị confused hơn. Đến giờ của khi tao vẫn mày nói cái này tao mới để ý, hình như là tao cũng hay chật khúc, tao cũng kiểu như thế. Chứ ví dụ kiểu lúc mà bắt tao mà mix tao cũng chả chắc lắm, tao cũng không sure lắm, nhưng mà tao thấy là tao chật khúc rất là nhiều để kiểu an toàn ấy. Đúng rồi, tức là khi mà mình nói mix và mình nói nhanh và mình chém nhanh và bắt đầu mình sẽ đôi lúc là mình sẽ bị sai và mình không biết đâu nếu mình nói chém rất là nhanh ấy.
ấy. Và tao hay bị cái bệnh người ta này nhanh. Đi thi tao toàn bị nó nhanh rồi. Kiểu thế. Tao cũng thế, tao bị nó nhanh vậy. Cái hôm đấy mày có phải chờ tao lâu không? Cái lúc mà tao... Không. Thực ra mỗi thí sinh nó đều cho khoảng gần 15 phút thôi. Gần 15 phút rồi. Ừ, mày là đúng 15 phút luôn. Còn tao là gần... Kiểu... Còn một tí nữa là hết rồi. Phải. Ok, tao không biết chuyện đấy. Ừ, đúng tao rồi. Tại vì mọi lần tao nhớ tao đi thi là nói dài lắm. Mà do tao là nói kiểu 20 phút. Tao nhớ là tao mất 20 phút. Tao đi vào phòng thi xong tao đi ra tao ký giấy. Xong rồi tao nhìn đồng hồ. Còn rất khoảng 20 phút. Ok, fine, rồi mỗi người có 15 phút để bài thi nói. Hey, rồi. Đấy là xong được chuyện từ này. Đấy là xong được chuyện storytelling rồi này. Luyện tập còn cái gì? Còn yếu tố gì đáng để luyện tập nữa không nào? À, về kiểu thời gian đi. Kiểu bắt đầu tới lúc nào thì mình nghĩ là kiểu mọi người nên kiểu nên kiểu press bản thân mình về mặt thời gian. Nó gọi là gì? Nó gọi là test by the clock hay là cái gì nhỉ? Tao chả biết. Thực ra tao không biết nữa. Cái này còn tùy vào trình độ của các bạn ấy nữa. Ừ thì trình độ như thế nào thì nó sẽ như nào? Thì nếu như mà những cái bạn mà khoảng vẫn còn ban thấp đi dưới 5 nhá. Những bạn dưới 5 thì mới đi thi nhá. Thì bao giờ nói các bạn ấy cũng không thể nói nhanh được. Tức là các bạn nói sẽ rất bị ế à ấy. Rất bị ế à. Và như thế thì hết 2 phút thì chịu rồi. Các bạn sẽ không thể nói được hết những gì các bạn ấy muốn nói. Nên là những cái bạn đấy thì ngay từ đầu, từ cái quá trình luyện thi IELTS chắc cũng khoảng tầm trước kỳ thi khoảng 2-3 tháng thì đấy thì các bạn ấy đã phải đẩy cái tiến độ nói các bạn ấy lên rồi. Okay, các bạn ấy aware với mặt thời gian rồi. Okay. Vì các bạn ấy nói rất là ế ảm, cứ để các bạn ấy ế ảm mãi đến kiểu trước đi thi quá gần thì không thể fix được cái lỗi đấy. Đúng rồi. Còn với những bạn mà kiểu như mình chẳng hạn, mình có một chút cái nền tảng rồi. Thì tao nghĩ là cũng không cần phải giới hạn thời gian quá là sớm đâu. Tầm nếu như mà just to be safe thì chắc khoảng 1 tháng đi, còn không thì khoảng 2-3 tuần thì đấy là mình đã có thể get on track rồi, mình đã có thể kiểu kiểu aware được, tức là có thể flow được cái bài nói của mình ấy. Ok. Ừ, còn trước đấy thì mình có thể nói thoải mái, không cần phải mindful về thời gian lắm. Bởi vì cái bài thi part 2 không? Thì nếu mà mày nói quá 2 phút thì mày cũng bị trừ điểm đâu. Cứ mày cứ nói đi, xong rồi examiner ngắt. Thì mình cũng không bị trừ ý. Thế nên là với những đứa mà có cái nền tảng rồi thì cứ nói thoải mái đi. Và tầm khoảng 2-3 tuần trước khi thi thì cố gắng là control một tí mặt thời gian để mình có thể nói nhiều nhất có thể trong cái khoảng thời gian cho phép đấy. Bởi vì mình đã fluent rồi, mình khá là fluent rồi. Nó nghe hợp lý, nghe hợp lý nhở. Lại nói về cái chuyện. Cái đen của tao. Cái đen tao thì tao không làm gì, tao ngồi ngoài này xong rồi cái đen nó. Không sao, bây giờ tao sẽ bị mất đèn, tao bị mất spotlight. Anyway, tao thấy cái đen này vãi mà nó kiểu nó cứ đổ ấy. Thế sao? Tao không làm gì đâu, mày thấy nếu là tao chủ của đây không? Hả? Cái gì đâu? Mày có thể xây một cái chân khác cho nó. Hay bây giờ nó stand. Nó có cái stand của nó ấy. Xong rồi cái stand, cái chân nó cũng bị ngã hộ cái stand. Qua cuộc kia của tao. Nó bị nặng rồi. Quá ấy. Cái đầu nó bị nặng ấy. Sao mày biết là cái đó? À mày nhìn thấy rồi nhỉ? Tao quay stories. Ok, sorry. Nó rất là rồi, nó còn kiểu cuộc như là thế này thôi. Anyway, nói một tí, demystify một tí về cái vụ mà bị interviewer họ ngắt đi. Mày có bị trừ điểm hay không? Và điều đấy là có đáng tệ hay không? Mà có bất kỳ một cái implication gì sau đấy hay không? Theo như tao hiểu thì xin lỗi. Nhưng mà ý tao là kiểu theo mà cái mày nói theo hiểu biết của mày thôi, không cần phải nghĩ gì là. Thực ra ngày xưa nhá. Ngày xưa là chắc khoảng từ năm ngoái đi, đổ về trước đi, thì examiner cả BC lẫn IBP thì đều rất là gắt.
Tức là rất là nhiều review là họ gắt đi, xong rồi kiểu họ ngắt mày rất là lạnh lùng mày thế. Nhưng mà thực ra cái khoảng thời gian gần đây cảm giác examiner kiểu bị hiền hiền hóa ấy. Examiner kiểu trở nên lịch sự hơn rất là nhiều qua các cái bài review ấy. Mày đọc review đấy, mày cho tao đọc với. Tao lâu lắm tao không đọc review. Tao lâu lắm tao không đọc review. Ở trên mấy cái group IELTS ấy, cả đồng ý. Tao toàn mấy cái bài kiểu em năm nay bao nhiêu tuổi, em thi được 8, em thi được 9, em không biết nhìn này đã được chưa. Tao toàn bị cái kiểu Cái kiểu humble brag như thế. Cậu ấy chưa. Tao mày lắm mẹ, mấy cái đấy thì kiểu tao ẩn mẹ hết đi. Quá mệt mỏi chúng nó. Mình rồi để review dạo này nó tốt à? Tức là giám khảo kiểu họ kiên nhẫn họ nghe mình ý, xong rồi họ ngắt thì họ cũng rất là kiểu gentle ấy, họ không có như ngày xưa, với cả họ rất là kiên nhẫn nghe mình nói cơ. Ngày trước thì kể cả part 1, part 3 ấy thì giám examiner cũng kiểu sẽ ngắt mày rất là abrupt, kiểu rất là kiểu ngắt. Ok, next question thì đấy rất là gắt. Đấy kiểu thế. Thế nhưng mà dạo gần đây thì examiner sẽ không làm thế nữa, thường họ chỉ nhắc vào part 2 thôi, còn mấy và họ cũng kiểu rất là nghe, nhìn không mà nghe rất là attentively. Tao thề luôn là tao tưởng là lần trước tao đi thi là do tao nói tốt ở phần 1 cho nên người ta không ngắt tao ấy. Hóa ra đấy là tình trạng chung rồi. Đấy là cái trend. Thế thì tốt rồi đấy, chắc là mấy lão này bắt đầu biết làm ăn hơn rồi đấy. Đấy, hồi trước kiểu các bạn không cần phải sợ lắm đâu. Hồi đấy kiểu học sinh nào cũng mà kiểu anh ơi, người ta cứ gọi why, kiểu ông ấy sẽ kiểu nhảy thẳng vào giữa câu trả lời của em, xong kiểu why đấy. Why các thứ. Đấy cái kiểu khó chịu why? Đấy. Nhưng mà bây giờ họ không thể nữa, họ rất là nice. Thế thì nice. Nhưng mà thế nếu mà họ, thì trong trường hợp là part 2, mình đang nói về part 2 đúng không? Tao nghĩ hôm nay không làm được part 3 đâu mày ạ. Muộn lắm rồi, tao nghĩ là cái video nó sẽ dài vãi trưởng rồi đi. Hẹn một buổi khác làm part 3, hoặc là tao sẽ làm gì đấy về part 3. Chứ hôm nay không cần làm đâu, hơi dài rồi. Mày có muốn làm không? Cứ xong part 2 đi đã. Part 2 khi nào? Ôi Thảo ơi. Được rồi. Ok, rồi. Lúc nào thì part 2 làm sao không? Tức là xem part 2 mấy giờ kết thúc ý, thì sẽ quyết định có làm nốt part 2. Tôi nghĩ không làm được đâu, 23:44 thôi. 23:44 thôi các bạn ạ. Cái schedule của chúng tôi nó kiểu nó. But anyway, đang nói đến đâu rồi nhờ? Ông giám khảo có ngắt mình thì có sao không? Nói chung là tốt. Ok, không sao mọi người nhá. Nếu mà có ngắt, bị ngắt thì không có gì cả đâu. Cứ thoải mái trả lời follow up question của ông ấy thôi nhá. Rồi, hết rồi. Tao nghĩ là hết rồi, tao không thể nghĩ ra một cái gì của speaking part 2 mà cần nói nữa rồi. Mày có gì liên quan tới cái này không? Hay là kiểu speaking in general? Nốt một cái cuối đi, tao làm này cho đúng format của mấy ông MC ông hay nói đi. Còn tao nghĩ hết rồi. Gì? Tao chẳng có gì đâu. Rồi, ok, nếu như mà không còn gì các thứ như thế nữa thì well, that's it, that is our thought for today, for speaking part 2. Mong là speaking part 3 sẽ lên sớm, và rất cảm ơn Thảo vì ngày hôm nay đã bỏ ra một tiếng cực kỳ precious của bạn ấy, vì bạn ấy kiểu cực kỳ bận luôn. Ai học trường U thì biết hết rồi, nó bận đến như thế nào. Bạn ấy có thể ngồi đây với cả tôi mà nói chuyện về một cái vấn đề mà cũng nói chung là cũng khá là mệt mỏi trong speaking nhỉ. Yeah. Yeah. That's it. Oh, alright. Thank you. Bye, everyone. Bye-bye. See you. Bye-bye.